giờ là mình là mẹ rồi, mình phải cố gắng lên. Vẫn cực nhất là cái giờ mà 3, 4, 5, 6 giờ là mẹ em vẫn la hoài à. Trời ơi, ám ảnh cái tiếng gõ cửa. Vừa mới chợp mắt một cái là thấy hả Quy ra gõ cửa cốc 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 rồi. Mà mẹ em nói chứ nhiều khi muốn lơ đi luôn. Nhưng mà nghĩ thấy cháu mà nó khóc mà thôi cũng ráng vậy. Ông bế, ông bị vô tâm một cái là nhiều khi ông bế ông ngủ gục luôn á. Ông ngủ gục em lại sợ em rớt em bé. Xong rồi em thì cũng cứ bị lo, xong rồi cũng không dám ngủ, cứ dậy cái hành nhau vậy. Có điều là tôi vẫn thắc mắc là đó, khủng hoảng như vậy là tại sao vẫn tòi ra cái ông 1 tuổi rưỡi. Chỉ có đúng một lần là gần nhau thôi mà lúc đó em bị ỷ lại. Thứ nhất là em mới sanh em bé mới có mấy tháng thôi. Cái thứ hai nữa là hồi đó em cũng buồn hoài đâu có dính em bé đâu. Em nghĩ là chắc không sao đâu, cái này băng thông nó thông rồi, cái đó là chuyện hồi trước, còn bây giờ sanh được cái đứa lớn là băng thông nó thông rồi, em đâu có biết được. Cái lúc đó là em bắt đầu em mới đi làm lại. Là em có nói với một cái bạn ở công ty em á, ê hôm nay dắt đi shopping đi, lâu quá không được làm đẹp rồi. Cái tự nhiên hôm đó đi mua về cái mệt quá, thấy mệt trong người luôn. Xong cái ôi trời, thôi cái hiện tượng này nó quen quen. Nói ông xã em là đi mua giùm mấy người. Em tên là Việt Hà, năm nay em 33 tuổi, đang làm về ngành truyền thông sự kiện. Có một bé 3 tuổi với một bé 1 tuổi rưỡi. Trời ơi, xanh liền liền vậy đó. Thích quá. Vậy giờ cái trải nghiệm về cái việc là biết mình mang bầu là Việt Hà cũng chia sẻ ha, bé đầu hay bé sau? Dạ chắc em chia sẻ bé đầu chứ. Hai vợ chồng cưới nhau là 2 năm, ngừa 1 năm. Rồi em thả 1 năm luôn mà không có dính. Thì em có đi khám thì bác sĩ nói em là bây giờ em bị vô sinh rồi. Dạ là không có em bé được. Muốn em bé chỉ có một cách là thụ tinh nhân tạo thôi. Buồn dữ lắm, cái cảm giác mà cứ đêm xong rồi ôm nhau khóc á, buồn dữ lắm. Xong ấy thì đùng cái hôm đó em thấy giống như người bị sốt, bị cảm nè. Cái em tính mua thuốc uống thì em mới suy nghĩ hay rồi cứ mua quen thử đi. Em vừa mới thử cái lên luôn 2 vạch. Cái tâm trạng của em là ở trong toilet khóc luôn. Không, em không khóc chị. Không phải. Bảo mày đi, mày thử thai á. Nói chứ lúc đó em không biết là lúc đó em vui hay là em buồn hay là như thế nào nữa. Bị trơ ra. Dạ, em đứng hình tròn 15 phút. Xong lúc một lúc sau cái em bình tĩnh lại. Cái em mới gọi ông xã em coi dùm coi có phải không. Dạ, ông coi xong cái ông chạy qua, ông kêu thằng em cái qua coi dùm. Dạ, mà thật ra cái đó nó rõ ơi là rõ luôn. Cái nó kêu là ô, hai vạch rồi. Đó là bắt đầu cả nhà la lên. Em nhưng mà cái chỉ định vô sinh của bác sĩ mà khi mà người ta kết luận á là em đi khám ở một người hay nhiều người? Dạ em khám ở một cái bệnh viện đó mà em khám 2 lần. Đúng rồi, 2 lần thì cái gọi là cái sự tuyệt vọng nó bắt đầu chạm đáy luôn á. Dạ. Rồi sau đó thì em vẫn chưa tin luôn. À, cuối cùng là cả nhà bỏ bà rồi nhưng mà vẫn chưa hết câu chuyện. Rồi chỉ sao? Là thật ra lúc đó mình nghĩ là cũng chỉ là một cái quen thôi. Biết đâu quen đến lỗi hay sao. Xong cái mà buổi tối á thì ông xã em đi diễn, em đi theo. Cái em mới nói thôi mua giùm em mỗi quen thử đi. Thì định là về nhà mới thử nhưng mà em nôn quá. Cái em vô trong cái toilet á, em thử luôn. Thì em thử xong cũng lên 2 vạch. Ở chỗ anh đi diễn luôn á. Dạ, lúc ông chồng đang diễn á, bà vợ đi thử thai. Em nói là 2 vạch rồi. Ông nói đâu cho ông coi. Em nói em quăng rồi, bỏ sạch rác rồi, đâu có cầm về được. Cái ông nói không, vô lấy ra cho anh coi. Cái bắt em vô đi bươi rác, bươi sạch rác cho ông. Xong hôm sau là ông chở em đi khám. Còn nhỏ quá. Bác sĩ nói là 1 tuần sau hẳn quay lại. Mà trời ơi, 1 tuần nó dài dữ lắm chị ơi. Nó dài kinh khủng. Em ngồi em lên mẹ, cái em sợ những cái dấu hiệu á. Em nói sao em không có cái dấu hiệu đó gì hết trơn à. Em lo lắm. Sau 1 tuần sau đi khám lại thì bác sĩ nói có em bé rồi. Đó. Nhưng mà thật sự em vẫn chưa tin. Tới đó vẫn chưa tin luôn. Giống như là
là em không dám tỉnh để có thể hiểu rằng ừ, cái cuộc đời mình nó bắt đầu qua một hướng khác rồi, em vẫn cứ bị đi theo cái lối của cái suy nghĩ cũ. Dạ, rồi đến khi nào mới tin? Trời ơi, có em bé nha, mỗi lần đi khám rồi mới đầu có tim thai nè. Ừ, sau rồi cái có thấy hình em bé đụng đại nè, cứ tăng dần dần thôi nhưng mà không tin 100%. Cho đến khi mà em sanh em bé ra, thì lúc đó em mới thật sự là thấy ồ, con mình, thì em mới tin. Về sức khỏe cũng như về tâm lý rồi sinh hoạt vân vân mọi thứ, nó có bị xáo trộn gì không? Trước đó là ông xã em có đặt cái tour hay dòng đi du lịch, lúc đó đi Thái Lan. Dạ, thì có cái tour là đi cano ra cái đảo. Em không biết là cano, em nghĩ là cái thuyền thôi, tại vì ở Việt Nam mình cano đi có 2-3 người, còn bên người ta đi 10-20 người đó. Em tưởng cái thuyền, em cũng lên, trời đất ơi, em lên một cái ha, nó xé gió, trời ơi, tưng lên tưng xuống luôn chị, nửa tiếng đồng hồ mới ra được cái đảo. Mà ra rồi phải quanh lại, đúng rồi, thêm nửa tiếng mới quanh là vô được. Trời ơi chị, em về mà em không còn thấy muốn đi chơi nữa, em chỉ nằm khóc thôi, tại em sợ lỡ có chuyện, dạ, lỡ chuyện gì sao, mà trong khi mới có 2 tháng là không hề có dấu hiệu gì hết, không, mình đâu có biết em biết có đạp hay gì đâu. Cái lúc đó em cứ khóc mà chỉ mong thôi, đi giờ em muốn đi về Việt Nam liền, tại vì bên nước ngoài em không có đi khám được. Cái một hai về một cái là em xuống sân bay em đi khám liền đó chị. Đây là cố hoang mang tột độ, cố hoang mang hơn em nữa. Tại vì á, cái cảm giác mà được có bầu á, nó được coi như là một điều không nghĩ tới trước đây. Dạ. Nên bây giờ có rồi, giống như mình giữ từng chút, từng chút, từng chút. Dạ, sợ lắm. Và nó áp lực luôn á. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Chuẩn bị đi săn là bắt đầu cái tâm lý của em lại bắt đầu sợ. Mà lúc đó em đi khám á, thì bác sĩ nói là bác nghĩ con là phải sinh mổ thôi. Cái xương chậu của mình khi mà sắp sanh á, nó sẽ có hiện tượng là hơi nở một chút. Còn của con là nó hẹp, mà nó không có hiện tượng nở ra khi gần sanh. Em cũng bắt đầu lên mạng tìm hiểu, coi cái clip á, trời đất ơi, thì cũng sợ quá. Nó kinh khủng. Đúng rồi. Nói chung là lúc đó em không ăn không ngủ được luôn. Trời ơi, như vậy rồi tới cái ngày mà mình đi mổ thì sao? Nó có giống như là clip mình coi và cái áp lực tâm lý của đó của mình lúc đó nó như thế nào? Dạ, hôm đó thì em đi sanh á, có là có mẹ em với lại ông xã em đưa đi. Không ai dám nói chuyện gì với ai luôn. Mọi người đều căng thẳng luôn. Mọi người đều bị áp lực. Mẹ em cũng vậy, tại vì em là con đầu, không có dám nói, giống như nhà em tâm lý hết trơn á. Một không khí nặng nề bao trùm trên chiếc taxi. Bây giờ tôi cảm thấy bị nặng nề. Bây giờ tôi cũng bắt đầu cảm thấy bị nặng nề khi tôi cứ gặng hỏi. Tại chân bụng rủng. Em nói trời, bác sĩ ơi, sợ quá. Bác sĩ nói chứ, sợ hả? Có gì đâu, nghe nhạc không? À, bác sĩ mở nhạc cho nghe. Em nhớ lúc đó là bác sĩ mở cái bài mà nắm tay anh được chẳng. Bác sĩ không có tâm lý gì hết nha. Ủa em, theo chị biết thì chồng em là ca sĩ, không thủ sẵn một cái USB ghi âm bài hát của chồng vô, bác mở cho con nghe cái này. Trời ơi. Mà bác yêu đời dữ lắm. Cứ nói nằm ra, cái nói tê chưa, cái nó khoan chưa tê. Nó nói em sợ cảm giác đâu. Mà lúc đó là nhăn cái màn lên hết trơn. Bác sĩ nói thôi chưa tê, nhấc cái chân lên đi. Mà em nhấc thì đâu có nổi đâu. Đúng rồi, tê rồi. Mà lúc em sợ quá, em nghĩ là chưa tê mà lỡ cái da mà nó rạch một cái chắc em chết. Mà xong cái em thấy bác sĩ nói chuyện với nhau á, thì sao sao đó mà em nghe vậy nè. Em lên mà em sợ đó là lúc mổ thì sẽ không đau, nhưng mà sẽ nghe cái tiếng mà rập rồi nhào nhào gì đó. Em cũng ráng em nghe, mà em nghe bác sĩ nói chuyện không à. Cầu được 5 phút á, thì tự nhiên em thấy em bé khóc. Em nói ơ trời, còn ai không? Còn ai? Tại vì chưa có đụng đến người của em. Em không có giống như trên mạng, em sợ. Đó, cái lỗi luôn. Cái xong cái tự nhiên cái bác sĩ nói à, bé trai rồi 3,5 kg. Dạ, xong cái mang ra, xong cái đặt lên người của em á. Em mới nhìn đồng hồ nói, ủa mới có mấy phút à, trời xanh có nhiêu đây thôi hả, em xanh nữa. Em nói vậy đó. Tự nhiên á, cái có cảm giác là hết tô mì hả, em ăn nữa.
Lúc đó có gọi là có lầm bầm chửi thầm mấy cái đứa post bài lên trên mạng không? Post gì mà thấy ghê, tình mổ này nè, ta có thấy cái gì đâu. Bởi vậy quý vị ơi, ngồi biết bao nhiêu số ở đây rồi, Ngọc Lan khuyên các bạn là hãy đem một tâm hồn tinh khôi đi xanh. Tài liệu chỉ để tham khảo chơi cho vui thôi. Từ bắt đầu em trở lại cái tâm trạng là nhìn thấy con em à. Lúc đó làm sao? Cái lúc mà lần đầu tiên mình thấy con mình rồi, được ôm con mình vô trong lòng, cái cảm giác nó như thế nào? Lúc đó, em... lúc đó tin chưa? Lúc đó em tin, tin 100%. Em chỉ biết là nước mắt em chảy ra thôi. Mà nó giống như là đặt lên người, nhưng mà như cái tay em lúc đó là vẫn còn bị cô bị giờ đúng rồi á. Mình không có ấy được, nhưng mà em thấy nó bò lồm ngồm đây nè. Cái bác sĩ kêu thôi nín nín khóc vậy sao mà khâu được. Mà em mới biết là lúc đó đang khâu. Xong bác sĩ nói thôi cho em bé ra ngoài. Mẹ với ông xã em cứ nhìn vô cho ổng coi em ra đâu, mà cứ nó không thấy sao, thấy em bé lâu quá. Cái hồi hỏi bác sĩ, hỏi cô y tá chứ, cô y tá nói là em bé nè, năm nãy giờ rồi. Cái mới quay qua, cái ông xã nó muốn rớt nước mắt luôn. Tại vì con mình nằm nãy giờ mà mình cứ chú đợi ở trong kia. Đó, lúc đó là sao mà không có mong em ra nữa chị, thấy là bu vô em bé luôn. Ngay lập tức là trở mặt liền. Mình có sữa nhiều không? Chắc là do sinh mổ hay sao em không có sữa. Em bé của em trời ơi, nó hư quá trời luôn. Ngủ 2 tiếng là phải dậy uống sữa nha. Xong rồi hả là phải bế lên, phải đi hút sữa. Tại vì bác sĩ nói là xuyên hút sữa thì sẽ có sữa. Mỗi lần hút em hút 1 tiếng nữa. Sao em chưa kịp ngủ thì nó lại đến em bé. Và đó là bắt đầu mà em bé em nó hoạt động đêm nhiều sao á. Nghĩ là trời sao mà cha một đứa nhỏ nó cực kinh khủng như vậy. Giá như mà hay là sao mọi người không giúp em một ngày thôi. Cho em ngủ một bữa đi cho em, hay là cái gì đó. Nói chung mình nghĩ cũng có nghĩ tiêu cực lắm. Vì sao không nói ra? Giờ là mình là mẹ rồi, mình phải cố gắng lên. Vẫn cực nhất là cái giờ mà 3, 4, 5, 6 giờ là mẹ em vẫn la hoài à. Trời ơi, ám ảnh cái tiếng gõ cửa. Vừa mới chợp mắt một cái là thấy hả Quy ra gõ cửa cốc 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 rồi. Mà mẹ nói chứ nhiều khi muốn lơ đi luôn. Nhưng mà nghĩ thấy cháu mà nó khóc mà thôi cũng ráng vậy. Ông bế, ông bị vô tâm một cái là nhiều khi ông bế ông ngủ gục luôn á. Ông ngủ gục em lại sợ rớt em bé. Xong rồi em thì cũng cứ bị lo, xong rồi cũng không dám ngủ, là cứ dậy cái hành nhau vậy. Yeah. Có điều là tôi vẫn thắc mắc là đó, khủng hoảng như vậy là tại sao vẫn tòi ra cái ông 1 tuổi rưỡi. Chỉ có đúng một lần là gần nhau thôi à. Mà lúc đó em bị ỷ lại. Thứ nhất là em mới sanh em bé mới có mấy tháng thôi. Cái thứ hai nữa là hồi đó em cũng quần quật hoài đâu có dính em bé đâu. Em nghĩ là chắc không sao đâu. Cái này băng thông nó thông rồi. Cái đó là chuyện hồi trước. Còn bây giờ sanh được cái đứa lớn là băng thông nó thông rồi. Em đâu có biết được. Cái lúc đó là em bắt đầu em mới đi làm lại. Là em có nói với một cái bạn ở công ty em á, ê hôm nay dắt đi shopping đi, lâu quá không được làm đẹp rồi. Cái tự nhiên hôm đó đi mua về cái mệt quá, thấy mệt trong người luôn. Xong cái ôi trời, thôi cái hiện tượng này nó quen quen. Thôi cái hiện tượng này nó quen quen. Nói ông xã em là đi mua cho mấy người. Lúc nào ông đi mua ông còn hào hứng không à? Ông hỏi em cái gì vậy bà? Cái gì vậy bà? Cái gì vậy bà? Dạ. Xong cái lần này em vô em thử, em lại đứng hình tiếp chị. Lại lên 2 vạch nữa mà em không tin luôn. Em đứng hình sau đó em quăng vô sọt rác bạn. Giấu luôn. Em vô dưỡng chùm hình luôn. Em sợ, em không biết phải nói với ông xã em sao đây, với mẹ em sao đây. Trời ơi, cái đứa đầu còn đang, trời ai cũng đang muốn xỉu luôn. Giờ đứa thứ hai nữa. Là nhưng mà cuối cùng cũng vẫn phải nói. Phải nói thôi. Ông xã em mới nói là ôi ơi, ở đâu ra vậy? Trời ơi. Ở đâu ra vậy? Trời ơi. Ở ông ra chứ ở đâu ra? Của ông ra vậy? Em nói mẹ em thì em nghĩ là lúc đó mẹ sẽ la. Mà mẹ lại không, mẹ nói ơi, không sao, mừng. Đúng. Nhưng mà rồi. Sau này em mới nghe mẹ em nói là
Trời, lúc đó mẹ em cũng lòng xỉu luôn. Tại vì em sinh mổ mà người ta nói sinh mổ là phải cách 2 năm, 3 năm. Đúng rồi, cũng mọi thứ nó cảm thấy áp lực, nó khó khăn. Em nghén rồi thì em không có chăm, em còn đi làm nè. Xong rồi em không có chăm bé được, mẹ em thì cực cả ngày cả đêm. Thì lúc đó có một cái thời gian em nhớ là mẹ em giận. Mẹ em nói vậy thôi con mình nuôi đi, mẹ em bỏ đi về quê luôn. Em vừa ức mà em vừa buồn. Lại sao mà để cho mẹ mình khóc được như vậy? Thì ngay cái lúc đó là ông xã em đi nước ngoài diễn, em ở nhà có một mình. Thì thằng con đầu của em á, nó bệnh. Cái trời, lúc đó là mọi cái là mình không thể nào tưởng tượng được luôn á. Cái phải đưa đi bệnh viện, mà thằng con em là phải truyền nước, tại vì nó tiêu chảy phải truyền nước suốt thôi. Mà nó khóc, mà nó quấy lắm. Mà em lúc đó mới mang bầu nữa, vừa nghén, em đói lắm, nó là muốn ăn hoài. Mà con em thì nằm suốt á, nó không có ai. Xong rồi cái vừa thương nhỏ, vừa thương lớn. Em nhớ là 3 ngày em không được tắm, tại vì mình không có thể để con mình nằm một mình đi vô được. Xong rồi mà cũng không ai mua đồ ăn hết, cứ lâu lâu cứ nhờ ai mua cả thì xuống canteen mua đồ ăn. Tại sao lúc đó bà không gọi cho mẹ? Lúc đó em cũng tự ái cũng cao lắm, em cũng không thể nhờ mẹ em hoài được. Mẹ em cũng quá cực rồi, em phải tự thân em thôi. Em nhớ là lúc đó là một tuần ở trong bệnh viện, nhiều khi một ngày em chỉ ăn có bữa. Xã em lần nào cũng gọi video call về là khóc. Em cũng không dám nói nhiều, tại sợ ổng tâm lý rồi. Ở bên đó cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Em bị động thai luôn. Bác sĩ nói bây giờ không được ẵm em bé nữa. Trời ơi, rồi biết làm sao? Thì em mới gọi cho mẹ. Mẹ xuống hỗ trợ con, giúp con. Thì mẹ em xuống thì bắt đầu mọi chuyện lại hay lại. Nhưng mà thương á, là thương người lớn, nó cứ đòi bế, mà ba hay bà nó cũng không chịu, nó cứ đòi mẹ thôi. Mà giờ sao giờ, đứa trong bụng hay đứa ở ngoài, biết em đang có bầu nên mẹ em cũng nhìn em nhiều lắm. Có nghĩa là nhiều khi em thấy em quá đáng lắm. Em giống như nhiều khi hơi bị nặng lời nữa. Nhưng mà mẹ em nhìn, em thấy rõ sự nhìn của mẹ em luôn. Sanh bé thứ hai nó có nhiều kỷ niệm hơn bé thứ nhất đúng không? Dạ. Thì em vô phòng sanh thì cũng y như cũ quá vậy. Cũng mổ nào cũng hay. Lần này em tỉnh hơn. Em nói chụp giùm em tấm hình. Là em còn lưu lại những cái tấm hình. Còn lúc trước em đâu biết trong nó có gì đâu. Thì em không có lưu lại. Lần này em chụp được mấy tấm hình. Có nhưng kinh nghiệm đó. Dạ. Nhưng mà có một cái là lần này ra là trong phòng đó chỉ có mình em với em bé thôi. Mẹ em thì là em nói thôi mẹ, lần này có kinh nghiệm rồi, mẹ về chăm em bé đi, chứ em bé lớn mà ngủ ngoài bệnh viện thương lắm, không được đâu. Thì mẹ em về, ông xã em ở lại canh. Thì lúc đó em nói em muốn mua cái gì, muốn ăn cái gì hay gì á. Thì ngay cái lúc đó em bé của em á, nó bị ọc sữa, em không ngồi dậy được, em chỉ biết kêu lên thôi. Thì may là có người ngang qua vô, cổ bế em bé lên liền, cổ vỗ vậy. Thì em thấy nó cũng không sao, em nghĩ là chắc cũng không sao, ọc ra thôi. Đêm đó bắt đầu em cũng hơi mệt, thì ông xã em chăm. Thì ông mới nói em ơi sao thấy con cứ hơi môi hơi tím tái với lại khẹt. Cái em nói là chắc máy lạnh hay gì, anh giảm máy lạnh đi. Mà em mệt, nó cũng mê man, lúc đó mình cũng không suy nghĩ được gì. Cái buổi sáng thì bác sĩ vô bắt đầu chăm em bé, mở ra thấy em bé một cái là bế đi liền luôn chị. Có nghĩa là bế đi mà lúc đó em chưa tỉnh được nữa, là đó cấp cứu liền. Em ráng lết và em đi. Em đi ra thì nằm trong cái phòng mà phòng hồi sức em bé á, là em thấy là có kiến hết, mình không có vô được, mà nằm trong cái lồng kính mà chiếu đèn á. Bắt đầu trời, chị không tưởng tượng, mắt em bé thì bị bịt lại. Xong ống thở, xong dạ dày, tay thì bắt đầu băng chích á chị. Mà em nhìn xong rồi em cảm giác như em không đứng vững nữa,
một ngày chỉ được thăm 15 phút, là chỉ được vô cái phòng đó 15 phút mà đứng kiến thôi. Bác sĩ nói là bây giờ không có trả lời được gì hết. Trời ơi, em khóc suốt, em khóc mấy ngày trời luôn, cứ em ra mà bác sĩ cứ không. Mà cái đó là do cái gì, do ọc sữa rồi nó trào ngược vô trong phổi hay dạ, sao? Dạ đúng rồi, hít vô phổi em bé sẽ không thở được. Em chỉ theo dõi con em được á qua cái bình sữa mà bác sĩ xong dày gửi vô, xong rồi cứ coi coi hôm đó cái khăn á có ọc ra nhiều không, hoặc là sữa còn nhiều hay còn ít, là em chỉ biết vậy thôi. Thì cái ngày thứ 10 là em bé được về ngủ với mẹ, là em ôm suốt. Qua ngày hôm sau thì bác sĩ mới kêu là em bé có tiến triển tốt. Bác sĩ dặn là con của em á là bị trào ngược dạ dày rồi, là bây giờ uống sữa xong là ngủ ngồi hết, sau này đến 3 tuổi luôn là không được ngủ nằm. Trời ơi. Dạ, là em thấy thương dữ lắm. Mà ăn uống phải cẩn thận, tại cái trào ngược rất là nguy hiểm. Bác sĩ có cho coi cái kê cái gối á, ngủ ngồi như vậy chị nè, mà nó người nó xương nó còn oành oành vậy nè, nó ngủ đâu có được đâu. Cái nhiều khi em cứ nói thôi giờ em đặt lều, em cho nó nằm thẳng xuống, nhưng mà em sẽ không ngủ, lỡ có vấn đề gì là em ấm lên liền. Đến bây giờ thì cũng may là bé không có bị chớ sữa hay là bị bất cứ cái gì. Thật sự là nghe câu chuyện mà cứ nín thở để mà nghe, đến khi mà nghe được tới cái câu là đến bây giờ thì bé vẫn ngủ bình thường và không có bị gì hết thì mình mới thở được á. Thì qua chương trình này á, em cũng muốn cảm ơn ba mẹ của em, ba mẹ ông xã em, ông xã của em đã giúp em vượt qua được cái thời gian mà em cảm thấy là khó khăn nhất. Nhất là mẹ của em. Có những lúc mà em cảm thấy em sai, em sai rất là nhiều, nhưng mà em bị một cái là em không có bao giờ nói được ra những cái lời mà cảm ơn hay là gì nhắn nhủ đến mẹ của em. Thì qua đây em cũng muốn là cảm ơn mẹ. Thực ra cuối cùng thì chúng ta thấy là để có thể nói bộc bạch, chuyển tải cái ý của mình từ bên trong ra, nó cũng là một cái liệu pháp rất là tốt để mình có thể điều hòa lại mọi thứ trong cuộc sống của mình. Em thấy cái lời cảm ơn và lời xin lỗi nó giống như là một cái sợi dây để kết nối những cái thành viên trong gia đình lại với nhau. Cũng mong rằng là quý vị khán giả nào đang xem cái số phát sóng ngày hôm nay mà chúng ta đã lâu rồi không nói lời cảm ơn hoặc là lời xin lỗi với những người trong gia đình của mình, thì chúng ta hãy làm cái hành động đó ngay và luôn. Một lần nữa xin được cảm ơn Hà rất là nhiều.